Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thái độ lạ của Dương Mịch với Lưu Khải Uy sau khi gặp lại nhau hậu ly hôn. Mặc dù cả hai không hề tương tác với nhau khi quay hình, nhưng sau đó họ vẫn đối xử với nhau bình thường như những người bạn. Đời sống tình cảm của các ngôi sao showbiz vẫn luôn là đề tài thu hút sự chú ý của khán giả. Ngay đến cả những ngôi sao kết hôn rồi cũng không tránh khỏi những scandal từ trên trời rơi xuống. Bởi vậy rất nhiều trong số họ không chịu nổi áp lực từ dư luận mà chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí sau khi ly hôn, những ngôi sao này còn tìm cách tránh mặt nhau nhằm tránh những thị phi không đáng có. Có điều showbiz dù có lớn thế nào, họ cũng cố gắng tránh mặt nhau đến mấy thì cũng luôn có những cơ duyên khiến họ gặp lại nhau. Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng không phải ngoại lệ. Gần đây hai ngôi sao này đã gặp lại nhau trong cùng một chương trình, tuy nhiên phản ứng thú vị của họ mới là điều gây chú ý. Xuyên suốt toàn chương trình, cặp đôi Uy Mịch một thời không hề tương tác với nhau, mọi người chỉ phát biểu phần của mình, nước sông tuyệt đối không phạm nước giếng. Lý do chủ yếu khiến hai ngôi sao này không hẹn mà gặp chính là một số nghệ sĩ thuộc công ty quản lý của họ tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh do công ty Tencent tổ chức. Đây thực chất là phiên bản nam của show truyền hình đình đám Produce 101. Để giúp các thực tập sinh của mình thu hút thêm sự chú ý của công chúng, Dương Mịch, Lưu Khải Uy và một số nghệ sĩ thuộc công ty gia hành của cô đã cùng nhau ghi hình, gửi lời động viên, khích lệ với các thành viên đang tham gia chương trình này. Từ đoạn video có thể thấy, phong độ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều rất tốt. Dương Mịch diện một bộ quần áo bò trẻ trung, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng làm nổi bật vẻ đẹp không tuổi của cô. Lưu Khải Uy lại chọn một bộ vest tím nhạt kết hợp với áo phông trắng đơn giản, nhưng nam diễn viên vẫn người người khí chất. Mặc dù trong đoạn ghi hình hai người không hề tương tác với nhau, nhưng sau đó bọn họ vẫn đối xử với nhau bình thường như những người bạn. Điều này khiến khán giả tin rằng cuộc hôn nhân của Uy Mịch đã kết thúc trong hòa bình. Thực chất Uy Mịch ly hôn âu cũng là việc không thể tránh khỏi. Sau khi kết hôn, lịch trình của hai diễn viên đều vô cùng bận rộn. Ai cũng biết những ngôi sao như họ một khi bắt đầu quay phim thì ròng rã mấy tháng trời không có thời gian nghỉ ngơi hay về thăm gia đình. Bởi vậy tình cảm vợ chồng dù có sâu đậm đến mấy nhưng không có sự hồi đáp. Của thời gian thì cũng khó lòng bịt chặt. Sau khi ly hôn, Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng từng xuất hiện trong cùng một lễ trao giải. Khi đó phóng viên hỏi Dương Mịch sau khi ly hôn xưng hô với Lưu Khải Uy như thế nào. Dương Mịch đáp sẽ gọi anh là Khải ca, nghe có vẻ hết sức thân thiết. Mặc dù đến cùng Dương Mịch và Lưu Khải Uy không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân, tuy nhiên cách xử lý chuyên nghiệp của họ khi gặp lại nhau cũng khiến các fan phần nào yên lòng. Trong làng giải trí quả thực không có nhiều cặp đôi làm được như Uy Mịch. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.